cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha AEPD đã ra lệnh tạm đình chỉ hai ứng dụng dự kiến được triển khai trên các nền tảng mạng xã hội Instagram và Facebook trong giai đoạn diễn ra cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp tới. Theo AEPD, các ứng dụng có tên thông tin ngày bầu cử EDI và đơn vị thông tin cử tri VIU có khả năng vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của Tây Ban Nha. Tập đoàn Meta trước đó cho biết, công ty này dự định cho phép tất cả người dùng Instagram và Facebook đủ điều kiện ở Liên minh châu Âu sẽ nhận được thông báo từ VIU và EDI nhắc họ đi bỏ phiếu. AEPD nêu rõ, việc xử lý dữ liệu do Meta dự tính sẽ đi ngược lại với quy định bảo vệ dữ liệu của Tây Ban Nha. Ngoài ra, điều này cũng có thể vi phạm các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu liên quan tới tính hợp pháp, việc tối thiểu hóa số lượng thông tin được thu thập, cũng như giới hạn thời gian lưu trữ. Theo cơ quan này, Meta đang lựa chọn những cử tri đủ điều kiện dựa trên dữ liệu có trong thông tin tài khoản của người dùng về thành phố nơi họ cư trú, cũng như địa chỉ IP. Tuy nhiên, điều kiện duy nhất để được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu phải là công dân trưởng thành của một quốc gia thành viên EU. Hiện Meta chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.